Chiều nay, đoàn khảo sát của Ủy ban Văn hóa Giáo dục Quốc hội do Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Nguyễn Đắc Vinh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Đại học Huế về thực hiện chính sách pháp luật trong lĩnh vực giáo dục đào tạo. Cùng dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo Đại học Huế nhấn mạnh, thời gian qua, Đại học Huế đã chú trọng đến việc xây dựng đội ngũ nhân lực, cập nhật các chương trình đào tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu cho các ngành mũi nhọn. Về việc xây dựng Đại học Huế trở thành đại học quốc gia, Đại học Huế đã hoàn thiện đề án phát triển Đại học Huế thành đại học quốc gia trên cơ sở nghiên cứu xây dựng mô hình hợp lý, sắp xếp và tái cấu trúc về tổ chức hợp lý, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, phát triển ngành nghề đào tạo theo định hướng nghiên cứu. Trên tinh thần đẩy mạnh tự chủ đại học, đặc biệt gắn với việc phát triển trường đại học y dược theo mô hình trường viện mang tầm quốc gia và khu vực. Lãnh đạo Đại học Huế và các trường thành viên cũng đã đưa ra nhiều ý kiến trao đổi, chia sẻ và đề xuất một số kiến nghị cụ thể với đoàn về thành lập đại học quốc gia. Theo đó, ngoài chủ trương của Bộ Chính trị, Chính phủ cần quyết định cụ thể vị thứ xếp hạng, đảm bảo các điều kiện về hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế và tổ chức bộ máy tương đương của hai đại học quốc gia hiện nay. Cần có chính sách hỗ trợ cho các ngành đào tạo đặc thù như khoa học cơ bản, nghệ thuật, nông lâm thủy sản, cấp thêm ngân sách đảm bảo cho nhiệm vụ đào tạo tinh hoa của cơ sở giáo dục đại học đào tạo nghệ thuật. Cần xây dựng quy định và ban hành khung pháp lý rõ ràng hơn để các đơn vị tự chủ nhóm 1, nhóm 2 của Đại học Huế đảm bảo tính đặc thù để phù hợp với mô hình hai cấp như của Đại học Huế. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội cho rằng Đại học Huế cần tiếp tục xây dựng lực lượng, xây dựng năng lực nghiên cứu gắn với những thế mạnh nghiên cứu khoa học của Đại học Huế và đặc điểm của tình hình kinh tế xã hội của địa phương, khu vực và cả nước. Trước những khó khăn, Đại học Huế và các đơn vị đào tạo cần ra soát, đánh giá lại một cách sâu sắc thực trạng, nguyên nhân để đưa ra những giải pháp phù hợp. Trên cơ sở các kiến nghị đề xuất của Đại học Huế và các trường đơn vị thuộc Đại học Huế, Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội sẽ có những trao đổi theo đúng thẩm quyền và sẽ tổng hợp báo cáo Quốc hội.